Ok, xin chào mọi người đã đến với chương một Speedrun Full bộ 10 đề ôm chương 1 Mọi người đã sẵn sàng chưa? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu qua đề số 1 nha mọi người ơi Rồi, bây giờ bài đề chúng ta với yếu tố là Speedrun Mình làm cực kỳ nhanh, cực kỳ gọn lên Mình không có thời gian để các bạn ngồi làm bây giờ Sửa liền, ok ha Rồi, mình cùng nhau làm bài nha các bạn Câu số 1, theo mô hình đồng học phân tích các chất thì thì gì thì gì mọi người ơi? đáp án của mình câu một dạng cấu câu a Cái chất được có tạo từ cái hạt rất nhỏ vô cùng gọi là nguyên tử phân tử câu 2. phát biểu nào sau đây đúng không đúng nhé khi nói về lực tương tác phân tử các bạn cái câu sai lè ra là câu hai gì, gì các bạn 2 c lực hút không thể lớn được đẩy là quá sai lực hút lớn hay nhỏ hơn đẩy là phụ thuộc khoảng cách được chưa mọi người thuộc khoảng cách cho mọi người khoảng cách lớn thì lực hút lớn còn khoảng cách nhỏ thì lực hút các bạn lỗ xe nhỏ ok ha mọi người Tiếp tục câu số 3, những đặc điểm ra sau đây là của chất rắn. Chất rắn cái đáp án của mình là câu C có khối lượng hình dạng thể xác định. Câu số 4, sự nóng chảy là sự chuyển thể từ hiện tượng rắn sang sang lỏng. Câu 5, phát biểu này sau đây không đúng khi nói về sự nóng chảy mọi người. Trong quá trình nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy luôn thay đổi. Câu này sai vì tùy các trường hợp chất rắn này là kết tinh hay là vô định hình. Câu 6, nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào các bạn? Nhiệt độ sôi nha, sôi là có hai yếu tố, thứ nhất đó là áp suất và thứ hai là bản chất chất lỏng người ơi, áp suất trên mặt thoáng chất lỏng 6A. Câu 7, phát biểu sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng. Sự bay hơi là quá trình chuyển thể về từ lỏng sang khí trên bề mặt chất lỏng, câu này đúng. Đúng mọi người Ok ha, câu A đúng. Ngược lại thể khí sang lỏng là ngưng tụ, câu B đúng luôn. Câu C, bay hơi là quá trình chuyển lỏng lỏng sang khí và xảy ra ở bên trong và bên bề mặt sao bay hơi chỉ là trên bề mặt còn bên trong nó là sự giữa bạn sự sự sôi nên câu 7 mình chọn câu câu c câu số 8 người ta truyền cho piston tông lượng khí xi lanh với nhiệt lượng là 100 trăm vậy người ta truyền cho xi lanh nhiệt lượng xi lanh này nhận hay thực hiện nhiệt truyền nhiệt ra ngoài người ta truyền nghĩa là xi lanh nhận nhiệt nghĩa là quy của mình là dương 100 trăm sau đó khí nở ra và thực hiện công Khí thực hiện công Thực hiện là âm 60 Vậy thì độ biến thiên độ năng của mình Chính là bằng A cộng Q Chính là bằng 100 trừ 60 Mình được là 4 vậy bạn 40 câu 8 mình chọn là câu C Câu số 9 Một vận động viên nhảy cầu 60kg Với độ cao là 5m Bay xuống thì độ biến thiên độ năng Đó là gì? Độ biến thiên độ năng ở đây Chính là độ biến thiên thế năng đúng không? Ở trên đỉnh thế năng của mình là MGH còn ở dưới bình hồ thì thế bằng ấy bằng không vậy mgh mình lấy 60 x 10 x h của mình được là 5 vậy 56 là 3 mình được là 3000 j câu 9 mình chọn câu A câu số 10 thay nhiệt độ Celsius có nhiệt độ âm là nhiệt độ nào nhiệt độ âm là nhiệt độ nào các bạn ơi câu 10 của mình chọn là nhiệt độ âm 10 Celsius nhiệt độ âm là gì các bạn câu A thấp hơn 0 độ C ok ha mọi người rồi tiếp tục luôn mọi người ơi Câu số 11, giả sử một thay đổi nhiệt độ đang có ký hiệu là Z ở điều kiện tôi tiêu chuẩn, nhiệt độ sôi đây là điểm cố định trên là 60Z. Nhiệt độ măng là âm à, 15, đây là điểm cố định dưới. Vậy thì nhiệt độ của vật theo thang Fahrenheit sẽ là bao nhiêu? Nếu như thang của mình là âm 96Z các bạn. Rồi, bài này mình có công thức gì mọi người ơi? Nhiệt độ sôi nhiệt độ của thang Fahrenheit mọi người ơi, nhiệt độ của thang Fahrenheit mọi người phải nhớ được điểm cố định trên và độ cố định dưới của Fahrenheit nha mọi người. Ok, vậy mọi người coi giúp mình mọi người ơi. Bây giờ với cái thang hai mình có cái điều gì ở đây? không Rồi, được chưa mọi người ơi? Ok. Rồi bây giờ mọi người coi giúp mình nha các bạn Bây giờ chúng ta phải có cái yếu tố liên quan đến lại độ Fahrenheit mọi người ơi Rồi bây giờ coi mọi người Thứ nhất đó là gì Fahrenheit á, thì là cái điểm đông đặc của Fahrenheit là điểm lâu ở dưới á Đúng các bạn, điểm đông đặc của nó là bao nhiêu ba Fahrenheit? 32 Và điểm úp của Fahrenheit là nhiêu các bạn? 210 12 Vậy trong câu này chúng ta thực hiện là T trừ cho lô chia úp trừ lô bằng hàng gì? Hàng số Vậy đây là ở nhiệt độ T bất kỳ Trừ nhiệt độ cận dưới của thằng này là âm 15 Chia cho cận trên là 60 Trừ cho âm 15 Nó sẽ bằng Phần 2 là TF Trừ cố định dưới là 32 Chia cho 212 Trừ 32 Vậy mọi người được cái đây các bạn T cộng 15 Chia cho 60 cộng 15 là được 75 đúng không Bằng độ F là cái cần tìm nè Trừ 32 Chia 2 12 2 32 Mình được là 108 Bài này yêu cầu rằng là với cái nhiệt độ Z của mình là âm 96 thì sao Thay âm 96 vô mọi người Thay vô thay vô Rồi âm 96 cộng 15 chia 75 nhân 18 cộng 32 Mình được là Bao nhiêu các bạn được bao nhiêu mọi người Rồi tính nhanh giúp mình nè Tính nhanh tính nhanh tính nhanh tính nhanh Được bao nhiêu mọi người ơi Bao nhiêu này âm 96 đúng không? Cộng 15 Tất cả chia 75 Nhân 18 cộng 32 Ủa, 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 âm 96 mà đúng không? Ủa, tôi đúng không vậy? dừng ok đáp án của mình là gì các bạn đáp án của mình là một âm một trăm sáu mươi hai bốn câu c được chưa rồi tiếp tục bài số 12 hai luôn mọi người câu 12 hai một người lắc mạnh bình cà phê nóng như vài phút nhiệt độ trong bình sẽ như nào ồ lắc càng nhanh động năng càng lớn nhiệt độ sẽ tăng lên câu số ba thả đồng xu vào nhiệt độ cân bằng nhiệt độ phòng và một cốc nước thì sao mọi người thả một đồng xu vô thì hiện tượng sẽ là gì mọi người thả đồng xu có nhiệt độ bằng nhiệt độ phòng vào một cốc nước thì dẫn đến mình thả vô mà là thế năng chuyển hóa thành nội năng không? Nội năng tăng lên. Đúng không ạ? Câu 14 mọi người ơi, nhiệt độ nhiệt dung riêng là như đây. Nhiệt lượng cần thiết để đun nó là 1 kg nước ở 20 độ C. Nó là gì? Đỗ bạn đó là mc nhân delta gì? delta t. m của mình nó là 1 kg, c là 14180 nhân cho 100 trừ 2 gì? 20 lên số là lên 100 độ đúng không? 80 x 4180. Các bạn được là nhiêu vậy Câu câu C. Câu 15, người ta cọ sát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 800 joule trên K. Nhiệt dung là m nhân C nha mọi người. Nên mình đã có nói mọi người rồi á, nhiệt dung nó là 800. Rồi, chứ không phải nhiệt dung riêng, nhiệt dung riêng là C nha, nhưng nhiệt dung là m nhân C. Sau một phút người ta thấy nhiệt độ của vật tăng thêm 30. Vậy công suất trung bình là gì? Vậy ta có B nhân T bằng MC delta gì? Delta T, công suất bằng 10 phải không? Vậy dẫn đến cái bài này á là sau một phút Vậy thì của mình nè, một phút là 60 giây Ở đây mình nói lại nha, nó là nhiệt dung chứ không phải nhiệt dung riêng Nhiệt dung riêng là C nhỏ nhưng nhiệt dung là M nhân C Bởi vì C đơn vị là Joule trên kg K Nhưng các bạn để ý đơn vị này là Joule trên K mọi người Thấy không? Đây là các bạn nhân C nhân kg chưa? Nghĩa là C nhân M chưa? Thì lúc đó mới là Joule trên K cho mọi người Vậy Joule trên K của mình ở đây là 800 Nhân cho nhiệt độ tăng thêm 30 đúng không? à 30. Vậy lúc này công suất là 800 x 30 chia 60 các bạn được à 400 W. Đi ở Ờ hai vật với nhau. Ủi trời ơi, hai vật lần nhân 2. Sorry mọi người. Hai vật kia nhân 2 là 800 W. Cụ đề. Ok ha. Rồi tiếp tục câu 16, thể khi vật rắn tinh thể đang nóng chảy thì đại lượng nào của vật không đổi chất bán tinh thể là cái tinh á thì cái thằng nào không đổi bạn chính là cái nhiệt nhiệt độ của vật không đổi cái này dễ à câu 17 một viên đạn 3 gam ở nhiệt độ không độ c 30 độ c bắn ra với tốc độ là 240 tới một phiến băng rất lớn ở không độ thì tạo ra được một vết lõm biết nhiệt dung riêng của chì là 128 nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,38 vậy người ta hỏi khối lượng băng tan là bao nhiêu vậy thì ở đây mình có tổng quy bằng mấy bằng không và nghĩa là băng này mà bị tan ra Các bạn ơi, ok không? Nghĩa là sẽ bị chuyển thể thành gì các bạn? Thành nước đúng không mọi người? Đúng không ạ? Vậy tổng quy bằng không Vậy khối lượng trì đang ở nhiệt độ 30 Nó về bao nhiêu? Về 0 độ C Vậy đây mình sẽ có là M trì là 0,003 Nhân cho C trì là nhiêu mọi người? Nhiệt dung riêng của chị là 128 Nhiệt độ cuối cũng phải là 0 Trừ lúc đầu là 30 Rồi cộng cho băng tan, băng tan ra thì ban đầu băng là không độ C rồi. Vì mình có nhiệt nóng chảy riêng nước đá là 3,33 Là đúng không mày? Lambda 3,33 nhân 10^5. Nhân cho cái khối lượng băng tan lại m bằng 0. Mình giải được m là mấy? Một dòng mà xong, 0,003 nhân 128 nhân cho -30 Cộng 3,33 nhân 10^5 nhân x. Ồ mấy con này nó dễ quá ha mọi người ơi, nó dễ khủng. Rồi, đúng không mày? Rồi 0,003 nhân 128 nhân âm 30 cộng cho 3,33 14 năm nhân x Ok. Rồi mọi người ơi, thì bài này mình làm như thế nào mọi người? Rồi, mọi người cẩn thận nha. Các bạn mà làm như ý mình đang làm bây giờ á, coi chừng mọi người sai. Ờ. À. Rồi để ý kỹ mọi người vì sao mình nói cái này nó dễ bị bay màu. Để ý nha. À ok, cái này mình còn có cái gì nữa? Thứ nhất là tỏa ra rồi, nhưng vấn đề là gì? Mình còn một cái loại năng lượng gì nữa Đố các bạn biết. Đố bạn biết một loại năng lượng mà mình quên để ý tới, đố bạn biết nó là cái gì? biết không biết không biết nó là năng lượng gì nó cũng đang tỏa ra không biết không biết không biết không biết không mọi người chính là cái gì động động năng nên do đó cái bài này thiếu thiếu cái gì thiếu yếu tố động năng mọi người ơi nghĩa là đêm tao bằng không tổng quy đúng rồi nhưng tuy nhiên ở đây á có phải là động năng của mình cũng đang tỏa nhiệt ra ngoài không cái thằng mà được thu nhiệt để nóng chảy là thằng nào thằng đá nhưng cái yếu tố tỏa nhiệt ra đây không những là viên đạn tỏa nhiệt mà mình còn có động năng nữa. Tuy nhiên, động năng do viên đạn tỏa nhiệt, mà tỏa nhiệt là âm nha, nên năng lượng của nó phải là trừ 1 phần 2 m về bình. Câu này lưu ý nha, sai á, dễ sai khủng, cực kỳ dễ sai nha mọi người. Được chưa? Do có tốc độ nữa nên là năng lượng của viên đạn cũng tỏa ra luôn, mà tỏa ra thì quy âm. Vậy mình thay số lại mọi người khối lượng cũng là 0,003 Cái vận tốc của mình đó là 240 Các bạn tính ra được M đúng của mình sẽ là 2,94 Nhân 10 mũ trừ 4 kg Nghĩa là 0,294 g Đáp án của mình đó là câu Câu A à. Được chưa Ok Ok ha rồi tiếp tục câu 18 sau khi đun nước nóng tới 100 độ C thì tiếp tục đun 0,7 kg thì nước đã chuyển thành hơi biết chỉ hóa hơi lại là vậy nhiệt lượng để làm 0,7 kg nước ở 100 độ hóa hơi hết là bao nhiêu? Ủa này khó quá nè. Trời nó khó nó khó chấn động tam giới luôn nè. Đúng không? Trời ơi. Quy bằng là là rồi tự tính đi nha, đơn vị sai là ký bay đầu nha 616 000 123 456 1,6 6 146 Cụ đề Rồi, xong 18 phần trách nghiệm tiếp tục đúng sai theo mô hình động học phân tử thì đúng hay sai giữa các nguyên tử phân tử không hoàn cách sai, có hoàn cách giữa lực tương tác ở thể rắn lớn hơn ở thể lỏng và thể khí đây là câu quả đúng các nguyên tử phân tử chất rắn gây động quanh vị trí cân bằng không có định quá sai, cố định cố định nha cố định nha mọi người, cố định nha nó là các nguyên tử phân tử chất rắn gây động quanh vị trí cơ bằng không có định là sai bét nó phải cố định chứ đúng không ạ à? và tiếp câu D, các nguyên tử phân tử lỏng di động quanh bị chất bằng không cố định. À, đây là câu quá đúng. Đúng sai, đúng sai đúng. À, sai đúng sai đúng. Ok. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào không phụ thuộc bản chất. Câu 2 quá sai. Có bản chất tùy vật nữa nha mọi người ơi. Càng lớn nếu tốc độ bằng cao chính xác càng nhanh đúng không? Nhiệt độ cao, càng lớn nếu diện tích càng lớn đúng luôn. Phụ thuộc áp suất của hơi hoặc hơi trên bề mặt. Thực chất ra câu này vẫn là một câu đúng. Vì bản chất tất cả mọi thứ nếu như bề mặt áp suất nó mà nhỏ được bạn ok áp suất lớn á mọi người thì rất khó bay hơi áp suất nhỏ thì dễ bay hơi hơn nên nó cũng một phần nào đó cũng ảnh hưởng tới áp suất bề mặt luôn nên các bạn chú ý ở câu lý thuyết này câu số 3 đun sôi nước vừa đến ở 100 độ C áp suất tiêu cưỡng ống nhôm khối lượng 300 g chứa 0,5 lít nước ở nhiệt độ 25 độ C nhiệt dung riêng của ống rồi ta có khối lượng riêng của nước là Rho là 1.000 ha Câu A, khối lượng của nước trong ấm là 05 kg đúng không? Đúng. M bằng gì? Rho nhân V. Rồi rho là 0,5 lít là 10 mũ trừ 3. Nhân 1 ngàn là mình có là 0,5 kg. Cái này dễ mà đúng không? 0,5 lít nghĩa là 0,5 kg. Câu A đúng. Đúng rồi. À. Câu B, nhiệt lượng cung cấp để ấm nhôm tăng lên 100 độ C là bao nhiêu? Riêng ấm nhôm thôi nha mọi người. Ấm nhôm là 300 gram. Nghĩa là 0,3 nhân C nhôm là 808 nhiệt độ nào là 25 độ C đúng không nghĩa là 100 trừ 25 rồi, được như đây 0,3 nhân 808 nhân cho 100 trừ 25 thì đã được là 19.800 mới đúng và nếu là mình kém tìm 800 thì câu B là câu câu sai câu C nhiệt dựng cung cấp để riêng phần nước lên 100 độ C nước là 0,5 kg nhân C là 424.2 nhân cho thời nhân kinh nhiệt độ là 100 tới 25. 0,5 nhân cho 4.2 nhân cho 100 trừ 25. Các bạn được là 157,5 kJ. Vậy câu D là câu gì? Câu C là câu đúng. Đúng không? Riêng phần nước trong ấm thôi à. Rồi, và câu cuối cùng, nhiệt lượng cung cấp để đúng để đun sôi nguyên ấm nước đó là mình cộng hai phần nhiệt lại đun sôi cả ấm nước luôn nha mình cộng cả hai yếu tố này lại mọi người ơi 19800 mình cộng hai cái này lại với nhau đúng không thì mình được là nhiêu này được là 177,3 j vậy câu này là một câu gì để đúng luôn bà đúng dễ quá ha câu số 4 một học sinh làm thí nghiệm như sau cho một kg nước ở 10 độ C rồi đặt lên bếp điện để đun đến khi nước sôi ở 100 độ C. Theo thời gian đun, học sinh đó ghi chép được các số liệu sau. Để đun nước từ 10 lên 100 thì cần 18 phút. Rồi b nhân t bằng mc nhân 100 trừ 10. Đúng chưa? Kể từ lúc sôi thì 22 phút lượng nước còn lại trong ấm là 0,8. Nghĩa là nó bị gì với bạn? Sôi đi. Vì vậy bay hơi B nhân T Nhớ nha, T1 này là 18 phút nha T2 đây á, là nó là L nhân M M bị bị hóa hơi Đúng không ạ? À? Công suất bếp là không đổi Bây giờ nó hỏi là nhiệt lượng cần để làm 1 kg nước sôi là 376.200 đối với câu này á Ờ ừ. Đúng rồi, à? ok ha, rồi, ban đầu là một ký nước Đúng rồi, 1 ký nước. Rồi mọi người, vậy bây giờ với câu này thì mình sẽ giải bằng cách nào đây? Rồi, thứ nhất, mình giải nhanh gọn đây nha. Thời gian B nè, nhân cái T1 nè. Đúng không? Bằng khối lượng nước ban đầu là để đung từ 10 lên 100 là 1, nhân C, nhân 100 10 là 90 không? Với cái thời gian T này của mình là bao nhiêu phút? 18 phút. Thôi, mình nhân cái 18 luôn đi. Bà. Rồi, trường hợp sau đó là khi hóa hơi B nhưng thời gian hóa hơi là 22 phút nhưng nó bảo là còn lại 0,8 còn lại 0,8 nghĩa là chỉ có mới hóa hơi bao nhiêu thôi mọi người cái khối lượng trong thức là mờ này là khối lượng hóa hơi còn 0,8 là hóa hơi bao nhiêu một ký mà còn 0,8 nghĩa là hóa hơi được bao nhiêu rồi được bao nhiêu rồi mọi người được bao nhiêu rồi được à từ máy được máy được máy được máy được 0,2 kỷ Ok Rồi vậy mọi người coi mọi người Vậy đối với bài này á Nó hỏi là nhiệt lượng 1 ký sôi Ok, để sôi đúng không? Nhiệt dung riêng có chưa? 4108, khối lượng là 1 x 4180 x 90 là độ tăng nhiệt độ. 4180 x 90, để Bán đúng hay sai? Phải đúng. Bằng khớp luôn. Câu B, nhiệt lượng cần để bay hơi 1 kg nước ở 100 độ C là như đó. Thì các bạn phải tìm được L. Làm sao tìm L? Các bạn nhìn vô 20.000 mọi người ghi. B B giống nhau không? Trên chia dưới, 18 chia 22 bằng C là 4180 nhân 90 chia L nhân 0.2. mọi người giải được L là nhiêu? 18/22 đúng không? Bằng bằng 44180 nhân 90 chia X nhân 0.2. Là mọi người giải được cái nhiệt khóa hơi của mình á nó có cái giá trị là vào khoảng cỡ 2299000 trên k Nghĩa là đây là năng lượng cần để bay hơi 1 kg nước ở 100 trận độ C. Câu B là một câu đúng luôn, khớp số. Nó lại lời cái nữa, nó này là cái lại lời. Đừng nghĩ quay lời gì nữa. Sau khi 62 phút đun kể từ lúc đun thì lượng trong ấm còn lại là 0,6 kg. 62 phút kể từ lúc đun lượng nước ban đầu á để nó lên được 100 độ là cần 18 phút nè. Vậy nghĩa là cái quá trình nó sau khi sôi là còn nhiêu phút mà 62 phút trừ đi 18 là mình còn 44 phút. Ok chưa? Vậy thì trong 44 phút này thì nó đung được bao nhiêu? Mọi người coi nha, trong 44 phút này nó đung được bao nhiêu. Vậy bây giờ chúng ta có gì? Mình có thứ nhất, đó là B nhân 18 bằng 90 nhân cho 4180 giống như giờ rồi nhưng bây giờ nếu như đun trong 44 phút tiếp theo mà nó hóa hơi đi, Mình như là L nhưng mà hóa hơi khối lượng hóa hơi có chưa? có rồi mình lập tỷ lệ này, bạn 18 phần 44 bằng rồi này có rồi L có luôn rồi 18 phần 44 nha nó bằng là 90 x 4180 chia nhiệt hóa hơi là 2299000 nhân x thì khối lượng hóa hơi của mình được là gì? 2 dấu 2 90 x 4180 Chia L nhân M hóa hơi Thì cái lượng hóa hơi lúc này của mình đó là 0,4kg Nó hóa hơi rồi Nếu như là hóa hơi 0,4kg rồi á Thì dẫn đến Nó còn lại 0,76 Vậy câu C là một câu gì? Câu đúng Và câu D Để đun cạn hoàn toàn thì sao? Trời ơi Má ơi ghi, ghi, Thôi, ghi cái này nha Ghi cái này nha để đun cạn hoàn toàn mình cũng áp vô B nhân 18 nó vẫn bằng là 90 nhân 4180 mình cứ giữ đó để mình triệt tiêu cái B thôi bây giờ mình ta cần hỏi thời gian đun T để chỉ bạn để đun sạch luôn nghĩa là L của mình lúc này đó là 229900 nó đun sạch nước nghĩa là sao các bạn nghĩa là đun hết một kỹ nữa vậy suy ra lấy trên chia dưới 18 chia T bằng 90 nhân 4180 chia cho 2299000 mình được là 9 phần 55. Nghĩa là cái T của mình là giàu cỡ à 55 nhân 18 chia 9 110 phút. Ok vậy câu này đúng luôn. Cái này đúng hết. Không đúng. Tổng thời gian đun là 110. 110 này là, là kể từ lúc sôi thôi. Nếu như tính tổng thời gian đun là mình phải tính từ lúc mấy độ? 10 độ. Vậy đáp án phải là 110 nhưng cộng thêm cho 18 phút để nó tăng từ không lên trăm à, từ 10 lên 100 vậy câu này coi chừng đọc tiếng Việt sai câu này sai nó kể là kể từ lúc đùng, nghĩa là kể từ lúc ở 10 độ nhớ nha rồi tiếp những câu cái lời ngắn một nửa khí nhận nhiệt lượng quy dương nhận công a dương rồi cộng lại 500, ghi từ trái sang phải. Xong. Câu 2, trượt xuống mặt phẳng nghiêng cao. Rồi, chiều cao mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu các bạn? sin 30 bằng đối chia huyền 21. Vậy h của mình là 21 nhân sin 30. Quá, mình được là 10,5 và dẫn đến biến độ năng nó giảm dần đó là do độ giảm xuống của gì bạn ơi thế năng độ bạn ơi và độ tăng của cơ gì cơ năng vì độ biến thiên độ năng chính là bằng năng lượng đầu trừ sau năng lượng đầu không có động chỉ có thế thôi mgh năng lượng sau không có thế chỉ có động thôi 1 phần hai m bình rồi thay số vào mọi người một kg nhân g là 9,8 cái độ cao của mình là bao nhiêu cái độ cao của mình là bao nhiêu mọi người? Cái độ cao của mình nó đang là à, 10,5 m. Trừ cho 1/2 khối lượng là 1, vận tốc của mình là 4,1 bình phương. 9,98 nhân cho 10,5 Trừ 1/2 nhân 4,1 bình. Mình được là 94,495 đúng không? Nhưng đáp án kia là làm tròn tới 3 chữ số có nghĩa thôi nha, mọi người. Vậy ta ghi là 94 là hai dãy số rồi Phải 495 thì làm tròn thành 495 Là đủ ba dãy số có nghĩa Được chưa? Có 3 Vào thế giới tôi ghi, nhận được rằng là nhiệt độ lớn nhất chỉ là ở gì đó Lúc 7 rưỡi sáng Nhiệt độ ngoài trời là âm 20 2 phút sau nhiệt độ là 7,2 Hãy xác định độ tăng nhiệt độ đó theo đơn vị là Kelvin trên dây Vậy thì độ biến thiên nhiệt độ theo độ C Và độ biến thiên nhiệt độ theo Kelvin như thế nào nhau các bạn? Bằng nhau không? lấy từ âm 20 mà lên 7,2 là tăng lên bao nhiêu? Là tăng được một lượng là 27,2 Kelvin. Nó là độ tăng trong 2 phút đó. Cái lượng này tăng trong 2 phút đúng không mọi người? Thì lấy cái này chia 2 phút đi. Nhưng đơn vị là Kelvin trên dây nè. Vậy là 27,2. Đổi ra dây 2 phút nhân 60 là mình chia được 120. Mình được bao nhiêu dây mọi người? 0,22 không được là 0,2266667 kết quả làm với hai chữ số có nghĩa thôi nghĩa là 0, chưa có số có nghĩa nào số nghĩa đầu tiên là hai và số thứ nghĩa thứ hai là gì 26 sáu mình làm chọn là hai mấy 23 xong của 3 hả có 4 hai vật bằng đồng bằng nhôm khối lượng như nhau nhiệt dung riêng của đồng và nhôm tương ứng sau 3 phút người ta thấy nhiệt độ hai vật là 15 kelvin vậy trung bình có sát là nhiều sau 3 phút Vậy B nhân T bằng Q1 cộng Q2. Rồi, B nhân thời gian đổi ra phút sang giây ha. 3 phút nhân 60 bằng Q1 khối lượng giống nhau đúng không? Là 0,3 nhân cho C là 308 cộng cho 0,3 nhân cho 808 và độ tăng nhiệt độ của hai thằng đều là 15. Nhưng giải được B ha. 0,3 x 380 cộng 0,3 x 880 x 15 chia 3 nhân 60 Mình được là 31 Phải 5 W Sau 3 phút Nhiệt độ tăng lên 15 Kelvin Đúng rồi, thì nhiệt lượng mình có đầy đủ là tăng lên 15 Kelvin rồi Thì công suất trung bình của vị có sát thì MC để ra T thôi mọi người M nhân C mình đã có đơn vị khối lượng là 300 kg với nhau rồi thì đổi ra ký là ba 3. Đúng ta. B nhân T là 3 phút nhân 60 đúng không? 0,3 Ok ha. rồi được chưa mọi người rồi ok đúng không rồi được không mọi người ờ à, đợi một chút xíu nha Rồi mình được 11 5 đó mọi người. Ok. Rồi tiếp tục mọi người câu số 5. Câu 5 nha. Rồi bây giờ câu 5 mọi người ơi, bây giờ với câu 5. Rồi bây giờ với câu 5 hay mọi người, bây giờ câu 5 câu 5. Rồi Câu RAM, một xe máy chuyển động với lại tổng tốc không đổi, hiệu suất của động cơ là H, năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Rồi, H này là bằng Q thực hiện là chia cho Q nhiên liệu. Nhiên liệu luôn là hàng toàn phần. Đúng không ạ? À? vậy mình có là Q nhân M. Rồi, bây giờ cái năng lượng mình lực phát động là F đúng không? Thì cái năng lượng mình tỏa ra nó đi được với quãng đường là dài là 10 kg. Thì cái lượng nhiên liệu cần thiết là nó hỏi vậy bạn ơi là bao nhiêu gam? Khối lượng nhiên liệu cần thiết. Và đây á, nó cần đi được quy ở đây á, nó tương ứng với lại cái công A của mình thực hiện Thì quy của mình nó bằng F nhân gì? Nhân S chưa? Vậy lực của mình là 500 Cái công á, nó tương ứng với công năng lượng mà Đúng không? Cái công xe di chuyển sẽ tạo ra nhiệt không mọi người? Vậy là 500 Nhưng quãng đường là 10 km Đơn vị mình phải là mét nha mọi người Nên mình đổi ra mét là 500 chiều ngàn 10 ngàn Quy của mình là 46 Nhân 10 mũ 6 Nhân M Về hiệu suất của mình á, nó là 0,3 Vậy suy ra M mình là bao nhiêu? Rồi, khuất lượng của mấy bạn sẽ được là 500 x 10.000 chia 0,3 3 x 46 nhân x 10. 6 x 10.6 Mấy bạn nào, cỡ là 0.3623 kg đúng không? Độ ra gam là 362.3 gam À, Thời toán yêu cầu chúng ta chỉ làm tròn tới hai chữ số có ba chữ số có nghĩa thôi của mình là ba sáu hai và câu sáu chiều dài của tiếng ưng ngưng. diện liên kế là hai xăng ở không độ và 22 độ c là 100. trăm vậy hai xăng á nó là không độ còn 22 mươi xăng á nó là 100 độ vậy tương ứng 100 trăm vạch nghĩa là nhiêu xăng hai chục xăng đúng không vậy thì một vạch là nhiêu xăng hai hai là hai chục chỉ một vạch chiếu xăng 10 20 chia 100 mình được là 0,2 xăng giờ Nhưng mà tán là chiều dài Phần tiếng ngân là bao nhiêu Nếu nhiệt độ là 40 Vậy một vạch là 0,2 Vì bây giờ là 40 độ Nghĩa là 40 vạch Thì là mấy xăng các bạn 0,2 x 40 mình được là 8 xăng Vậy các bạn kiểu là 8 đúng không Sai bé Vì sao Vì ở 0 độ C Nó đã sẵn 2 xăng rồi Lúc nó lên 40 độ thì 40 so với 0 này nè, 4 vạch đó mọi người. Thì đây là 4, 4 vạch 40 vạch nè. Thì bốn nhùng vạch nó là 8 xăng. Vậy chiều dài phần tiếng ngân là bao nhiêu tính từ lúc ruột tính lên? Đúng rồi mọi người ơi, nó chính là 8 cộng 2 là 10 xăng. Ok, ta vừa speed run xong đề số 1. Đề dễ ha. Trời thấy nó dễ khủng. Dễ khủng khiếp.